ơi, mẹ bảo chú ơi. Mẹ ơi, gì vậy? Dính con đơn con. Mẹ ơi, cách con. Mẹ bảo chú. Quá trời nó mưa mà mưa cạnh dưới trời chưa lên tới đây. Ừ. Mò mất cái gì ăn bà chú ơi, mời ông bà cô chú theo chân mình nha. À, đi mò coi nhiều ít không bà chú ơi. Sáng giờ đi vòng vòng không có cái này có xài không Vinh? Có mà có với trời. Chứ rồi. Rồi có thể đi thì nắng nha ông bà chú, cái này quá chuyển mưa luôn. Ủa cái cây bông giấy đẹp luôn. Ờ, ủa cái giọt nước. Ở đây có cá không đâu. Có hàng cố gắng. Có hàng cố gắng. Đẹp không? Đẹp. Đi xuống đây dễ đi nè. Xuống đây nè. Dạ. Vĩnh ơi, có lấy cái này đi lên. Chưa? Đi, đi sao? Xong lấy. Dạ. Không. Gì? Ủa trời ơi, kia Vinh, Vinh, Vinh. Đâu? Đó, đó, đó. Nhiều hả? Ủa trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chị Long, chị Long. Không, chạy qua đó rồi đó, đó, chạy qua đây rồi nè. Ruột thành kia luôn. Đó, chạy rồi. Trời, chạy đi vậy. Bắt không kịp. Đi xuống mương này nè. Ngày hôm nay vô hầm thôi ta. Dạ. Đập ngay xuống giữa nhiều. Xuống đây đây nè, dưới đây xuống đây đây. Ôi, trời, trời. Màn đá ngồi. Trời ơi, xe hết hồn dưới đây trời. Ừ, sao cái này nguy hiểm vô tập? Ừ. Trời ơi, xe hết hồn dưới luôn á. Đó, đó, đó. Ủa, bà cô chú hồi có nãy đi nắng như này, cô coi kìa, chết rồi, chuyện mua không biết mua đi kịp không nữa. Đèn mất mặt ơi. Giết đi, đi. Đi. Mà đi đặt xuống dán bắt dán cho sợ gì bỏ xuống đây được rồi. Dạ. Ôi dạ. Tính cho bà tám bay 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 cái gì trời. À, dùng lớn không tiêu vậy, dùng lớn kiểu thấy sao rồi. Hai lính này Vĩnh ơi, đây. Còn cái kỹ nha, núi cái này nó có cái vô hang rồi đó. Ôi, núi cái này đã quá, nó ám hiểm luôn á. Này ngồi chung lấy cái này mình thấy mới lại kìa. Đâu? Đi lại lại không lớn chậm cái gì. Ôi thấy ông chạy ổng gầm cái hú hồn luôn không. Hết hồn hết dí giờ ăn cơm với bà khí á. Qua bên cạnh đó đi, bên đó cá bên đó dữ lắm luôn không? Đi. Nước ấm hiểm không ta? Cái gì một thao nước đó mẹ. Đừng đi dính cá nha. Mặt này.
dính không? Rồi quên em gỗ rồi. Nè người dính rồi Tám ơi. Gì mới xuống lẹ hên dưới trời nữa vậy? Ôi ui. Ồ hay ha. Bây giờ tao bị không được cái gì. Ở bên đường bên này hàng nhiều lắm nè. Đi mò qua cạnh bển đi. Chiều Tám ơi là dài dài quá. Vậy nè, thôi tao là tao rồi. Trời ơi, trời lỡ đài điên cái đạp cá. Sao đó ở đường này thì cá lắm nha. Đường bên đây nè, bớ mở tao luôn. Mà tính đi qua bên đường bển. Đi bển rồi Tám ơi. Không đường này mình mò dài dài đi, hồi mình đổ là bển. Ừ, cũng được. Đường này hang nhiều. Thì hôm nãy đi trời sáng chân luôn, cái này quá trời chứ mưa luôn rồi. Mưa, lặn nào không sao mình đi cũng chứ mưa chân chặt. Hồi đi thì nắng chăng chéo. Ôi trời. Rồi nữa. Đi nữa. Trời ơi, trời, đạp quá thiệt chứ. Ôi. Quá nhỉ vậy. Đi mò hang chứ mình nói đi mò cái gì. Giá trời được con cá nào thiệt là bự lặn cái đã. Cái mình nướng cá nhiều. Được cái trứng. Nó có trứng rồi có cá đó. Kia. Cá nó bên kia nhiều không? Bên kia nó là có lát đó, nên nó vô lát. Cá đạp có ghê luôn á. Nếu chị vô cay mắt quá. Hay nhiều quá mà hết khóa trên từ. Mẹ ơi bữa nay chắc hết khu luôn á. Có không mà làm dữ rồi ta. Hang nhỏ nhỏ. Thụ cái hang sâu ghê. Nãy giờ đâu có lặn cái hang này chưa ta. Cái gì? Quá hàng luôn rồi. Ôi trời, sao ở dưới giò không ngủ hả? Nghe mấy cái mé rồi hả? Ừ, hai cái mé cái dép lên nè. Đồ thật có quần cáo. Ủa? Cáo quá hả? Cáo của tôi mà sao nó đạp dưới giò trời, tụ cáo, gứa cáo hay luôn á. Xíu nó mắc áo rồi trời. Nãy mình đi trời nắng bây giờ cái đầu trời mát mình lột ra mình cuộn ở đây rớt là không hay luôn á. Mày đá cuộn trời sẽ thấy ghê vậy. Trời ổng không chụp hình. Chớp chớp chụp chụp đi. Chống chân hết rồi. Đó 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 đó. Ghê quá. Ghê quá. Đi vào bên kia đi. Đi vào bên kia Tám ơi. Đi. Ê cuộn. Trời ơi trời. Này đi qua phía mấy bên này mò luôn hay gì? Hay là đi đi được rồi bà Tám dài vô luôn. Qua đây nè Vinh ơi. Ây da. Qua đây mò dày dày lên kia. Nước sâu gì. Cái gì vậy? Cá. Cái bò. Cạnh đây sâu quá.
về lặn rồi. Cùng anh gặp hang là anh lặn có không? Không có miếng hang mắt giật đây giờ ông cho hết giật giờ ông đém ăn mắt luôn nâu mắt luôn. Ôi cái gì bự vậy trời, cái cây. Ôi trời ơi trời anh thiện ơi cái gì vậy? Ủa là chuyện cái lên con cá chơi cái vừa lắm gì là bự dữ lắm trời. Vậy không? Không nó cho mang hả? Không nó nằm ở cái mé này mới vừa chụp cái gì chạy hả? Ủa là trời. Nó nằm theo cái bệ cỏ này nè nè có dưới này một bệ cỏ gì nè thôi bộ ở tay luôn cái gì cá bây! Nữa thôi rồi kìa tức bất cẩn thận như vậy. Cầm giang nè à, gì á là trời cá bao bao đậu nhảy nè có cái gì cái gì phải ma đâu mà sợ chứ dùng ôi trời ôi ôi là trời woohoo ui wow nè cũ đúng rồi trời ơi cái dảnh cái dảnh đầu tám đưa lên đầu tám nè wow mời chú uống cái dảnh chà bá luôn ta phù lưu dạ phù chuyển mưa quá bà chú ơi con cá nè con cá này không 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 ổn với nó đâu nhẹ ấy cỏ vô coi nhung rồi nãy quên em cái thau mọi chú ơi cái gỗ ủa cái gỗ quên lộn cái chậu đó cái chậu đó nhiều lắm còn lại còn mấy cá nhiều lắm vậy hả ôi trời là trời nữa trời cái chân bờ cỏ mấy cái bể này nè mấy ui lại là trà tướng cá vậy lá cây nè nhìn nằm nè ôi cái gì vậy giờ mà tám tưởng không cá quá ông lặn dữ vậy còn Vinh lặn đi Vinh không ở đâu với Trình á cá hả ừ đây nhiều lắm chừng đạp đạp với vợ nè nó tạng nó xuống với Trình hay cá nó nằm với Trình không à nãy giờ mình vuột năm sáu mấy con rồi mà bắt được con tờ cái dảnh nè cái chơi nữa hồi nãy bắt luộc không có chơi trời đó là thiệt đúng không đi chốc à, cái gì hả là trời cái gì nó bự cho má nó đụng cái hết hồn thì đó nó nằm hai mé mà nằm hai mé nó sáng mô phật mô phật mô gì phật mô phật mày đã coi cái gì vậy tám trời xe sợ trời gần sợ nó nữa thấy không mày ơi trời cái này quá trời gặp luôn cô chú ơi trời ghi ghi gì mà kiếm mũi á tụi là trời vuốt cái chơi rồi như mưa là nhung trời ở đây cái chơi nhiều lắm luôn á nó nằm ra cái bể như trời ở bên đây có hai dữ trời trời ủa phát bụng hai ba con luôn á hết huyết rồi tám ơi giờ mà tám ơi gì vậy giờ quá trời vuột cá nó hoài này bê ghê ghê mà mới dứt cái bể nè tức tôi á ủa mới ghê con cá chê luôn trời nước đây sâu quá gọi cá vậy nè mày ta thôi cũng đừng cưng cá đi nhung lấy cỏ thảy vô vinh 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 lụm ha lấy cỏ thảy vô vinh đá mới trúng cái gì vậy cá này chắc lặn như gì mới tới lại vinh ơi bút cỏ thảy vô vinh coi cá bút đi đây 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 đem qua đây vinh kìa có không trời thiệt ơi mày chiến rồi tưởng nó cái gì ai ngựa cầm tay thả rồi tám ơi nhớ xíu gì á chạy vô luôn nhưng mà cái này nhỏ thiệt chứ có bầu rồi nè rồi đó nè bà tám đi được cái lớn này cô chú dạ cô sáng cái bụng ghê á từ giờ hôn cũng lớn thu hoạch gì không đây không mày ngươi yếu gì yếu gì chạy bà tám ơi kìa cái gì cái tim kìa cái chơi á ừ cái chơi là tim bớt không đó
Ở đây, đây có dinh dinh. Vậy, cái thằng đó này nè, thằng bóng lưỡng luôn. À, có. Dạ. Có không? Ủa cá đầu kiến nữa. Cá đầu kiến nha bà chú. Đây có người canh nha. Canh gì? Ở đây có người canh đó. Canh nó quá khứ. Ôi à, anh Vinh anh ấy nè. Ở đây có người canh nha, cái đó hỏi canh gì nữa. Nó không chạy. Mày nét rồi đi dép đi trắng. Rồi. Nhông đem đây nhông, rồi đi dép của tao nữa, đi dép kia nữa. Mày ngủ cái đám mưa quá trời của chú ơi. Rồi. Tới rồi. Mày ở đám mưa gì mày tới đây còn nghe bà lắm. Mưa này chút nữa không biết đâu dây xe gì được. Bây giờ cái đó mưa dữ lắm mà nghe bà chú, chút xíu là quất một cào đi ha, cuối đất bữa nay. Thì nè, dép chuột cá bà chú bỏ qua. Bỏ quên đôi dép mà khoát nó bỏ quên đôi dép lại, có thật chỉ có hai đêm thôi mà thằng thời chuột nó cắn gì nè. Quá bà tám ơi. Đám mưa, bà bỏ luôn đi. Tới đâu vậy đó? Tới rồi, cắn nhắc thôi. Kìa kìa, tới đít luôn rồi, tới đít luôn rồi. Trắng dở hết trơn luôn, trắng như bạch tạng vậy. Cũng may đem... Vinh, Vinh ơi! Ủa, trời mưa tới rồi. Ui, mẹ bảo chú ơi. Mẹ ơi, cái gì vậy? Dính con tôm con. Mẹ ơi, tách con. Mẹ bảo chú. Quá trời nó mưa mà mưa cạnh dưới chưa chưa lên tới đây. Ừ. Ở đây còn lái. Con bóng. Cô kìa, cô kìa, cô kìa. Nghe không? Nghe ào ào đó không? Quá trời luôn. Quá ông bà chú ô, cái đám mưa này không biết sao về nữa nè. Mình nhìn rồi, rồi rồi tới tới cái vừa rồi. Cái mưa trên đây nó không mưa nghe bà tám. Dễ gì. Gió ngược kìa. Gió ngược đâu mà ngược. Nó tới cây quằn quại hết kìa. Xanh lẹ xanh lét hết kìa. Gì dưới này á? À? Gì mà tròn vô hả? Ây da, gì vậy? Ơ! Nó ngồi hiếm. Ồ, khỏe cô, cái đống mưa này đi he, thôi thôi nó lớn vừa gì. Bây giờ đây mưa đây, nãy giờ chừng những cái nửa cây số rồi mà còn nghe nó, bảo chú nó lớn á. Thôi mình lỡ mất mưa rồi, mình ở đây mò kiếm mất cái gì ăn nha bảo chú. Dạ hả? Mẹ không biết phát đảm bảo ra không có mưa. Có chứ. Bây giờ ăn cá nhiều. Vậy bà cá ăn cá gì nè? Ăn chầu à. Chè. Hổ tới chà ná lên rồi kìa. Cá không? Mưa hết trơn à. Chưa có nói gì thế. Nó chạy dài dài tới á. Mưa, mưa này lớn dữ lắm nha. Hột đồng nó cành cành. Mưa này ghét da ghét thịt hết nè. Nó ghê vậy. Dạ. Tới rồi. Tới rồi ông bảo chú ơi. Hồi tới cản kịp. Thấy ghê vậy em mưa tới mà nó thời tới cản kịp. Xích cái mày kìa. À, rồi dính cái tà luôn rồi. À, rồi cái thao chơi nó thao chơi tới Mỹ luôn kìa. Dính ơi, thao kìa dính. Rồi cành cành tới kìa. Đã. Hồi giờ lạnh teo mu ghi luôn. Mày ngồi chơi vậy? Bủ xe vừa teo mu ghi. Hồ bẹp cô bữa nè. Kìa thấy cô kìa phát hồn nào không có cành cành chở được. Gì vậy? Cái đó mưa này dữ lắm rồi. Mưa này ghét da ghét thịt hết luôn. Mày ngủ cái hồn mưa nó muốn sập cái vụ luôn rồi đó. Cập cập vậy đó. Lỡ có mưa ồn màu cập cập ông bà thì con chú cũng thông cảm nghe lỡ ấy rồi mò cho kiếm cái. Mẹ ơi, ướt mình thì nó còn khô chứ ướt máy là tiêu luôn đó cô chú. Lỡ cái này vậy? Tại vì nhà xa lắm không có đi về được rồi. Ây da. Gì vậy? Lớn rồi. Ủa Vinh đâu vậy? Nó lặn gì đam mê đó. Để cái ao cho về tới bên Mỹ Tho rồi Vinh. Mì qua Mỹ Tho.
mới đi về đây ơi. Mưa lớn rồi đó. Về kịp không? Quá trời đó, mưa này có hồi nào không mấy rồi trời. Mưa bông bóng này trời ơi lớn rồi. Hết mưa về luôn. Phải không nha. Trời mưa lớn rồi bà Phú ơi. Mưa này hôm nay hết cái đường chạy xe luôn á. Nói gì không đó. Mèo quen quá luôn đó. Quả nãy giờ nó mà chú ơi. Mèo ngủ ơi, được có hai con của chú ơi. Nay thất thu rồi, quá trời mưa rồi của chú ơi. Mẹ ngồi. Ôi. Mưa lớn rồi. Thôi nãy giờ con. Mình à, dạ ngứa. Mình đi về tới nhà con bà của chú ơi. Trời ơi, mưa đó mưa hồi nãy đi nha. Thôi thôi, giờ nghỉ mò luôn rồi, chỉ có được bao nhiêu thôi. Đây, được có một con cá lau kiến nha. Với một con cá rảnh nè, được con cua luôn. À, bây giờ cảm ơn bà cô chú đã theo dõi hết clip. Nếu cô chú anh chị thương yêu, bấm chuông để nhận clip mới nha. À, bây giờ hồi nãy quá mưa rồi, không có kết thúc mà đồng để giờ vô đây... Bye bye, chào ông bà chú nha. Bye bye ông bà chú nha.